hè giới thiệu cho một anh, cả nhóm có đi ăn với nhau, nhưng mà sau đấy về thì em mãi không thấy anh đấy kết bạn Facebook với em. Thật ra là nếu mà khi đi ăn về mà người ta có cảm tình với em mà người ta cũng gọi là thích thích em á, thì chắc chắn là người ta sẽ chủ động nhắn tin hoặc là sẽ có một cái lời hẹn, lời mời cho cái bữa gặp gỡ tiếp theo rồi, chứ không phải là phải đợi để xem là có kết bạn Facebook không. Nên là chị nghĩ là